Qua 3 năm thực hiện, chương trình đã giúp hơn 2.000 chị em phụ nữ về công tác phát triển kinh tế hộ gia đình, tặng hơn 600 suất quà cho phụ nữ nghèo tại 17 xã biên giới, 135 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó. Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ đội Biên phòng đã trao tặng nhiều phần quà cho Hội Phụ nữ xã Trường Khừa, huyện Mộc Châu.